trộm xe bị cô gái truy đuổi, nam thanh niên bỏ chạy mất dép. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên trộm xe máy bỏ chạy mất dép khi bị truy đuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một nam thanh niên đeo kính đang đi bộ tiến về phía chiếc xe máy màu đỏ dựng trước một phân xưởng. Sau khi quan sát kỹ xung quanh, hắn dùng vật lạ bẻ khóa chiếc xe. Chỉ sau vài giây, tên trộm đã phá được khóa rồi lên xe nổ máy tẩu thoát. Cùng lúc này, một cô gái từ trong nhà lao ra truy đuổi, khiến nam thanh niên hốt hoảng vứt xe vứt dép rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trong lúc bỏ chạy, hai tên trộm còn khiến một người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Thậm chí có người còn bình luận hài hước, đúng là chạy mất dép là có thật. Được biết vụ trộm xảy ra tại Hà Nội cách đây đã lâu, nhưng mới được dân mạng chia sẻ lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.